Để ăn phở and noodle. Sáng mai ăn. Bà chó đó cả rồi. Không bù lắm.
mình mua đồ ngon lắm, mình thích lắm, nhiều lắm. Yeah. Mình cần ớt. Ờ không cần á. Không phải ăn ớt. Và có nhiều ớt lắm cay. Em mình mua một cái thôi. Hả? Mình giờ bỏ thôi. Đi coi đây. Ai miếng uống. Ở đây. Cái này được. Ở bên lấy cái này được. Hôm nay sẽ mình không lấy được. Big tarot. What is this? Bye.